JK Audio nghe chưa đủ thấy xác tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio. Vâng, xin chào bác ở Lào Cai. Bác đang quan tâm cái âm ly video mã là DS9702 và bác yêu cầu là mở nó thất ra cho bác xem và quay video, thì bên em cũng làm theo yêu cầu của bác, thì em cũng mở cái nội thất ra đây ạ. Vâng, đây là âm ly video đây ạ, vâng, mã là 9702. Vâng, đây là phía trong cái nội thất đây ạ. Vâng, bác quan sát nhé, rất là dày dặn, đây là dòng rất là độc và lạ. Đầu tiên chúng ta qua để ý đây, cuộn nguồn này, nguồn tuyến rất là to này, còn cao, rất là dày. Đây công suất thì cực kỳ là khỏe đây rồi ạ. Vâng, cùng nguồn rất to. Đầu tiên đến đó là gồm hai tụ lọc nguồn, cũng khá là to đấy ạ. Vâng, sò thế nào, con này nó chạy 12 sò. Bên này 3 này, bên này 3 này, bên này là 6 này, đây 6 là 12 này. Vâng, gồm 4 sò thúc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sò thúc nữa ạ. Vâng, đây là tất cả những cái bộ phận linh kiện phía bên trong. Gồm đặc biệt cái sò cánh đàn nhiệt này được làm bằng 4, được tạm nhiệt bằng 4 quạt, cả trước cả sau. Vâng, đặc biệt con này là công suất của nó 1000W cho 200 kênh. 1000W cho 2 kênh bác nhá, mỗi kênh 500W đấy ạ. Vâng, đây là thông số đây. Đây ạ, 500W cho một kênh, tổng là 1000W, trở kháng của nó 8 ohm. Là phía sau, đặc biệt đây là dòng thanh lý mà bên em thanh lý phía Trung Quốc, hàng vẫn bằng nguyên bản luôn ạ, chưa động chạm gì. Đây là bảng mạch phía những cái chiếc áp chỉnh đằng trước đấy ạ. Vâng, rất là ngọt ngào, rất là êm. Đặc biệt cái dòng này nó có hai cái jack new trick để chúng ta có thể kéo được loa full. Vâng, nó có thể kéo được xuống cái trở kháng là 4 ohm. Để chúng ta có thể kẹp được hai đôi loa thoải mái. Vâng, dòng này ở Việt Nam rất là ít đúng không anh nhá. Hàng nguyên zin luôn. Nó chỉ là hàng dùng rồi thôi ạ, nhưng nguyên zin, chưa động chạm gì về sửa chữa. Rồi tôi đem sẽ up lên YouTube để bác có thể xem và các bác có thể sở hữu. Đây vẫn còn nặng nhẹ đấy ạ. Vâng, chưa động chạm gì. Nhìn rất là chắc chắn. Vâng, đấy thì là chi tiết phía bên trong nội thất của âm ly video mã là DSB9702. Rồi sau đây xin phép được dừng video và hẹn các bác vào các video tiếp theo. Tôi xin chào và hẹn gặp lại.